Cuộc bầu cử kết hợp trưng cầu dân ý lần này đã xảy ra nhiều vấn đề gây bức xúc trong dư luận. Sáng ngày 13 tháng 12, quyền chủ nhiệm Ủy ban Bầu cử Trung ương ông Trần Triều Kiến khi báo cáo tại Ủy ban Nội chính Viện Lập pháp bày tỏ, Ủy ban Bầu cử Trung ương sẽ tiến hành sửa đổi luật trưng cầu dân ý, trong đó có 7 điểm sửa đổi trọng điểm, bao gồm kéo dài thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử, nới lỏng quy định trưng cầu dân ý phải kết hợp với cuộc bầu cử đại biểu trên toàn quốc, rút ngắn số lượng từ ngữ trong văn bản chính của đề mục trên cầu dân ý vân vân. Tại buổi báo cáo này, ông Trần Triều Kiến chỉ ra, Ủy ban bầu cử Trung ương sắp tới sẽ tiến hành sửa đổi thời hạn tiến hành bỏ phiếu trên cầu dân ý và sẽ sửa đổi quy định trên cầu dân ý nên kết hợp với bầu cử toàn quốc sang trên cầu dân ý có thể kết hợp với cuộc bầu cử toàn quốc. Điều Lần sửa đổi luật này, thứ nhất là điều chỉnh thời gian cho hợp lý, ví dụ như điều chỉnh thành từ 4 đến 8 tháng hoặc trong vòng 3 đến 6 tháng và tiến hành cùng lúc với bầu cử toàn quốc. Chứ phải ở đây cũng nên được chỉnh sửa, thay đổi thành từ có thể tiến hành cùng lúc với cuộc bầu cử toàn quốc, như vậy sẽ linh hoạt hơn rất là nhiều. Ông Trần Triều Kiến bày tỏ, để đẩy nhanh tiến trình bầu cử, sửa đổi luật lần này cũng sẽ giảm thiểu số lượng từ ngữ trong văn bản trưng cầu dân ý ngoài ra để phòng tránh việc danh sách người ủng hộ đề án bị mạo danh ủy ban sẽ thêm điều khoản yêu cầu kèm theo bản sao giấy chứng minh thư khi ký tên vào danh sách ủng hộ Bên cạnh đó, Ủy ban bầu cử Trung ương cũng sẽ giải quyết tranh luận về vấn đề nhân quyền có được đưa ra chân cầu dân ý hay không. Ông Trần Triều Kiến cho biết, sau khi các hạng mục chân cầu dân ý được thông qua, chúng đều có ảnh hưởng nhất định đến việc xây dựng các chính sách hay điều luật và hành chính của chính phủ. Nhưng chúng không được vi phạm sự đảm bảo về quyền con người cơ bản được quy định trong hiến pháp. Vì thế, Ủy ban cũng sẽ sửa đổi luật để bài trừ những đề án chân cầu dân ý mang tính hạn chế hoặc tước đoạt nhân quyền trong tương lai.